Hồng Lan chào tất cả cô chú anh chị các bạn và các em. Hôm bữa trước chào đó, cô chú anh chị và các bạn thôi, có người vô nói sao không có thấy chào em. Hôm nay Hồng Lan chào thêm em nữa nha. Hôm nay là cái ngày mà thường xuyên là Hồng Lan phải đi làm, cho nên hơi tranh thủ quay một chút xíu ở ngoài để mà quý vị xem cái tình hình ở ngoài đường chút cho thoải mái chút ha. Vì khoan đã, trước khi cho quý vị coi ở ngoài thì Bảo Lộc phải chào khán giả nè. Làm vậy mà phải giữ thể diện của tôi. Tôi đâu, tôi kia chứ, tôi kia chứ, con già này nè. Hello, xin chào tất cả quý vị. Không ai nghe gì hết, mỗi người xin tụng phòng tay. Xin mực thêm á. Bây giờ coi lại là mình đứng ngay đó, mình đứng ngay đó chụp hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ, hôm nay xin chào cô ạ. Dọn về chỗ mới rồi. Dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ. Chỗ mới đâu chú? Tới bên chỗ cũ. Xin chào quý vị. Chào tất cả cô chú, anh chị và các em. Trên xe mà cũng đeo bao tay nữa, chuẩn bị sẵn để lát đi xuống chợ khỏi mất công đeo vô hả? Ừ, mất công nữa, hồi mình tới chợ mình vô cho đỡ mất thời gian. Tranh thủ. Hôm nay thì Hồng Loan đi làm á, xong rồi một chút nữa Hồng Loan sẽ đi chợ để mà mua những cái món để nấu cái món lẩu tôm càng mà hôm bữa giờ có hứa quý vị. Nhưng mà chắc Hồng Loan không mua tôm càng nha, tại tôm càng có đầu đông lạnh nó không ngon, cho nên mình phải chế biến chút xíu thì nấu cái gì thì quý vị sẽ biết. Nhưng mà ngày hôm nay chưa nấu được, tại hôm nay phải đi làm rồi đi chợ nữa, cho nên ngày mai nha, ngày mai sẽ có cái món lẩu tôm càng để mà quý vị thưởng thức. Có thể hôm nay Hồng Loan sẽ đưa trước mấy cái gia vị mà Hồng Loan sẽ mua cho lẩu tôm càng để quý vị chuẩn bị á. Nếu mà được cái quý vị chuẩn bị ngày mai Hồng Loan nấu thì quý vị sẽ có sẵn để mà quý vị nấu luôn, khỏi phải mất công chạy ra chợ mua mất thời gian nữa. Bây giờ mình quay ra ngoài nha. Đó, đường hôm nay cũng khá là vắng vẻ. Nhiều người nói ở nhà lâu quá rồi cho nên chắc có lẽ người ta cũng phải đi ra đường nhiều. Nhưng mà Hồng Loan thấy cũng vắng quý vị. Điều này cũng rất là mừng. Cái tình hình mà ở California đó thì nó khả quan hơn ở những cái tiểu bang khác ở trên nước Mỹ trong những ngày qua. Có lúc California lên hạng nhì luôn. Bây giờ thì California xuống tới hạng 6. Và những cái nơi nặng đó là New York nè, quý vị đã biết nè, rồi New Jersey, rồi Pennsylvania, rồi Michigan. Những cái tiểu bang đó thì khá là nặng. Và thường New York thì mình không bàn rồi. Nhưng mà những cái tiểu bang mà có người da màu nhiều đó thì cái tỷ lệ nhiễm bệnh nhiều hơn. Và cũng như là những cái người mà bị béo phì á nha quý vị, những người bị mập mà béo phì á thì là họ cũng họ dễ bị bệnh nặng và dễ chết. Hồng Loan nghĩ nhiều khi cái người mập á là họ có nhiều thứ bệnh lắm, cho nên có lẽ một phần cũng vì vậy đó. Với lại không biết phải mập nó đè phổi thở không đủ sức. Thôi bây giờ á là để Hồng Loan thông báo sơ qua cái tình hình ca bệnh của nước Mỹ trong cái lúc này. Bây giờ là 3:10 thì số ca bệnh là 610.632 người bệnh, số người chết là 25.856 và số người được chữa khỏi là 38.562. Như vậy là so với cái ngày hôm qua Hồng Loan thông báo thì số người bệnh là đã tăng lên khoảng tăng hơn 20.000, số người chết thì cũng khoảng 2.000 người, nhiều hơn ngày hôm qua ha. Hôm qua mình thấy giảm rồi mình thấy mừng. Và số người recover đó thì tăng được 2.000, khoảng 2.400 người, nó nhiều hơn cái số người chết chút xíu. Đến hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020. Hồng Loan cứ hy vọng là tới ngày thứ ba, thứ tư này nè là
bắt đầu nó sẽ giảm, mà sao mình thấy tình hình nó cũng còn căng quá à. Đó là tình hình của những cái tiểu bang phía bên đông đó quý vị, bên hướng đông là tình hình nó tăng nhiều. Còn cái khu vực mà mé bên hướng hướng tây, bên hướng này nè, thì nó đỡ hơn, hay cũng có thể là do cái nhiệt độ ha, bên phía bên kia cũng còn hơi lạnh đó, ở bên đây thì nhiệt độ nó là nóng ấm hơn nhiều cho nên nó đỡ hơn. Và ở cái vùng Orange County hôm nay là có dự báo là Santa Ana wind. Hồng Loan ghét cái gió này lắm, cái Santa Ana wind này hả, nó nóng, nó thổi cái gió nóng đó, quý vị, mà cái gió nó mạnh kinh khủng. Mỗi lần gió như vậy mình nhiều khi á, lá khô nó dồn vô cái cửa nhà mình á, mình mở cửa ra không được luôn. Mà ghét nhất là ai biết không quý vị? Là những người nào yêu thích cây, yêu thích mà trồng trọt, giống như mẹ của Loan, giống như mẹ. Mẹ nhà. Mà nghe dự báo Santa Ana wind hả, là mẹ phải chạy ra đem mấy cái cây đem vô kiếm chỗ rồi che chắn cho nó. Tội nghiệp lắm. Thương trồng cây mà thương dữ lắm quý vị ơi. Nhưng mà Hồng Loan nghĩ ngày hôm nay á, không có ghét cái gió này đâu, tại vì nó gió nóng có thể nhiều khi nó xua tan, nó giết mấy con virus Vũ Hán đó quý vị. Xoay cái nó hút mấy con nó mất tiêu hết. Okay, giờ mình quay ra ngoài đường chút đi. Mình đi ra đường cho mọi người coi khung cảnh ngoài đường á, mà mình quay qua mình nói chuyện vậy. Nè, quay qua anh chàng đang lái xe nè, có mặt hôm nay có động nhiều không? Không, bớt bớt động rồi, đâu dám mập đâu, mập sợ gì dễ bị dính virus. Ơi, mập như người Việt Nam mình mà nhầm nhò gì mấy người bản xứ nè, rồi người Mexico này nè, người ta mập mới sợ, mập mình dễ sợ luôn. Còn Việt Nam mình thì cũng còn đỡ nhiều lắm. Khu này giờ thấy cũng tiêu điều vắng vẻ quá ha. Khu nào bây giờ cũng vắng que à. Bánh mì chè Cali của Việt Nam mình á, là họ bây giờ họ cũng bán giống như try through vậy, bán ở ngoài thôi chứ không cho khách mình vô trong. Người ta đứng ngoài. Cái bìa tiệm bánh mì chè Cali là một cái tiệm bán bánh mì cũng rất là lâu năm ở đây rồi đó. Thì họ có cái chỗ họ làm drive-thru giống như những cái tiệm của nước ngoài luôn. Cho nên mình muốn đi mua bánh mì thì cũng rất là tiện lợi. Mỹ ăn nhiều lắm. Tại vì một cái ổ bánh mì nó gấp, hình như gấp đôi cái hamburger vậy đó. Nó bự gấp đôi vậy, nhưng mà giá tiền thì bằng có một thôi. Có 3 đồng mấy à. Bởi vậy đồ ăn Việt Nam mình nó rẻ đó. Nên người Mỹ, người bản xứ, mấy những người mà Mỹ, Mễ, Hàn Quốc rồi những người mà khác á, họ ăn đồ Việt Nam mình nhiều lắm. Tiết kiệm được tiền. Người ta thích ăn đồ của Việt Nam, ăn bánh mì, ăn phở với lại gỏi cuốn, ba cái món mà người nước ngoài họ có thể ăn được hết á. Hồi lúc kỳ Tết á, đi ngoài đường gặp một cái ông Mỹ, ông nói tôi biết nấu bánh chưng, tôi biết nấu bánh tét. Nhớ không? Ông nói là ông hồi xưa ông cũng qua Việt Nam mình cái thời trước năm 75 thì ông có qua, xong đó ông về đây. Xong rồi ông có quen một cái gia đình Việt Nam, gia đình đó dạy cho ông nấu bánh chưng, bánh tét, thịt kho, rồi gì mặn gì tùm lum á, ông nói nhiều nhiều cái từ mà ông nói tiếng Mỹ. Cũng hay lắm. Mình thấy trời sao đồ ăn Việt Nam mình mà người Mỹ ta cũng thích, thấy một chuyện lạ cũng đáng mừng ha. Bởi vì hệ thống tiệm phở của người Việt mình đặt khắp nơi ở trên nước Mỹ mà khắp trên thế giới luôn á. Mình đi tới những cái thành phố lớn nào là cũng thấy có tiệm phở hết. Người Việt Nam mình thì được về ẩm thực thì là được món phở ha, và làm đẹp thì là tiệm nail đó, cũng chiếm lĩnh hết trên thế giới luôn. Nói tiệm nail, Lộc mới vừa thấy được một cái tin một, trong mùa này tiệm nail đóng cửa mà còn bị vô ăn cướp nữa quý vị, vô ăn trộm thì bị mất hình như là 4-5-6 cái máy mà máy dũa đó, máy dũa bằng máy đó. Rồi vô lấy vậy đâu có được nhiều thứ đâu mà nó đập tiệm người ta. Nó vô nó đập tiệm rồi nó lục đồ xáo trộn lên hết rồi ha. Ừ, mà quý vị biết sao không? Nhiều khi á, những người mà thì đâu cũng có những thành phần xấu hết. Nhiều khi nó thiếu một miếng thì nó mua thuốc á, nó cũng vô nữa. Chừng 5-10 đồng nó cũng đập cửa người ta nữa. Đó, bởi vậy đã cái mùa này khó khăn rồi mà
ai mà tiệm mà bị cái trường hợp đó nữa đó thì khổ quá. Ok, bây giờ Hồng Lan tới chỗ Hồng Lan vô làm ha. Chút nữa đi chợ sẽ cho quý vị xem những cái món mà Hồng Lan mua cho cái món lẩu tôm. Ok. Hôm nay có trang bị thêm cái bảo hộ ngoài nữa ha. Món đầu tiên là món gì phải mua? Giờ mình ra mua rau trước ha. Mua rau muống. Nếu mà những chỗ xa người ta không có rau muống thì sao? Nếu mà không có rau muống, mình có thể thay thế mình xài cái bắp chuối này. Mình về mình luộc nguyên cái rồi mình xé ra. Hoặc là nếu mà mấy vị ở vùng xa đó, có thể mình mua bắp chuối trong lon á, cũng ngon đó. Nãy giờ Lan nói quý vị không biết quý vị có nghe được không nha. Chứ Lộc là không nghe được rồi đó. Bị bịt kính hết trơn rồi, nghe âm thanh nó hơi bị ngập ngập, không có nghe rõ. Nếu mà không ấy thì để gì Lộc phụ đề dưới đây. Tôi sẽ ghi phụ đề dưới đây cho quý vị. Ngò gai. Rau muống, ngò gai, đúng không? Hai món đầu tiên phải có là rau muống và một ngò gai. Ngò gai. Món thứ ba là xả. Xả cây. Giá. Nói mà còn cười nữa, mà cười đâu ai thấy nha. Đụng người ta kìa. Sorry. Cà chua chứ gì. Món thứ năm là cà chua. Giờ là có tỏi nữa. Tỏi là để mình làm cái tỏi phi á, cho nó ngon, nó thơm, nó đậm đà thêm. Hôm nay chợ có tôm lớn quá nè. Tôm hùm. Sao bao hao quá luôn à. Chị. Quên, móc cá mà tưởng là mình đang cầm cái bao ni lông á, tại cái tay á nó bị bịch lại cái quên. Mua cái bún này, bún khô mà mình về mình phải luộc lại. Hồng Lan mua cái bún này nó là made in Thái Lan, giá nó hơi mắc hơn chút nhưng mà cái này thấy nó bảo đảm. Còn không á mình cũng có thể xài nè. Hoặc là mình có thể xài cái bún của Safoco này, thấy cũng tốt. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hồng Lan xài cái đường Rock Sugar. Cái đường này mình xài nó để mình nấu súp, nấu lẩu và mình cần đường thì mình xài này. Súp cái bột me đó. Tại lẩu này là mình làm lẩu chua nên mình cần bột me nữa. Đặc biệt cái món này là phải có sa tế nha quý vị. Mình có thể chọn sa tế nào cũng được đó. Nếu mà ở nhà mình có sẵn thì mình sử dụng. Ở nhà của Hồng Lan á, thì Hồng Lan mua cái ớt khô á, ớt mà người ta phơi khô á, xong mình về mình xào, mình tự làm cái sa tế của mình. Hôm nay là gạo đã có rất là nhiều nha quý vị. Không sợ thiếu gạo đâu bà con ơi. Mình mua một con gà ken nhỏ này nè, để nấu lấy nước súp cho nó ngọt. Còn nếu mà mình có xương gà đó, mình xài xương gà cũng được. Hồng Loan thì hôm qua ở nhà có ăn gà, bánh canh gà, cho nên lấy cái xương gà đó mình xé ra, xong mình lấy cái xương gà mình nấu nước súp để mình sử dụng cho món lẩu. Tiết kiệm tối đa. Cười có thấy cười không? Nghe tiếng cười được rồi.
Ok, đơn ha, anh tính rồi. Tiền nha. Ok. Đeo hàng nguyên cái luôn nè. Hàng vô mặt luôn. Hôm nay có một lùi duyên nè. Mặt em đẹp luôn nè. Mặt đây còn đẹp nữa nè. Thấy không? Rồi, nãy giờ giới thiệu với quý vị những cái mặt hàng cần thiết để mà làm món lẩu tôm càng ha. Ngày mai Hồng Loan sẽ nấu. Ngày mai Hồng Loan cũng sẽ nhắc lại những cái vật dụng để mình cần sử dụng để chúng ta khỏi mất công phải mở thêm một cái vlog của ngày hôm nay ra coi. Thì ngày mai quý vị chỉ cần coi của ngày mai thôi ha. Ngày mai khi mà Hồng Loan ra cái đó thì chắc có lẽ chưa hôm sau quý vị nấu được rồi. Nấu cái món lẩu tôm càng được rồi. Hồng Loan đi kiếm mua cái tôm càng không có đầu á, ở chợ này nó không có. Để Hồng Loan chạy qua thử một chợ nữa ha. Nếu mà có đó thì mình xài cái tôm càng không đầu. Nó ngon lắm, nó cũng dai, nó cũng ngon. Mà sao kỳ cái tôm càng mà có đầu á là nấu ra là nó bị bủng, nó dở lắm, không hiểu tại sao nữa. Mà Hồng Loan làm đủ kiểu hết trơn á, có ai có biết có bí quyết gì á mà để cái tôm càng có đầu mà mình làm sao mà nó vẫn ngon. Ngon không, chưa có tìm ra được cái cách. Cũng làm nhiều kiểu tùm lum hết trơn mà chưa tìm ra được. Ai biết chỉ cho Hồng Loan nha. Ở bên Mỹ là tôm càng thường là tôm đông lạnh không mà không có tôm sống. Ôi, tôm càng bên Việt Nam mình nó ngon ơi là ngon luôn. Vớt lên một cái hả, mình chỉ cần nướng thôi. Ăn với bún chan nước mắm vô, trời ơi, ngon ơi. Rau sống bỏ vô ha, bỏ vô, xài. Nó mà ngon mà nó ngọt, mà cái đầu nó cái gạch, cái đầu cái nó gạch, trời ơi. Nó béo, trời ơi, nói nghe thèm quá à. Bên Mỹ là không ăn được cái món đó đâu quý vị ơi. Mỗi lần về Việt Nam á, cái thèm nhất á, là ăn cái tôm càng ha. Tôm càng có đầu rồi nướng lên, trời ơi, ăn đã lắm. Mỗi lần ở nhà mà làm á, một mình Hồng Loan ăn ba con bự. Dành ăn hết của mấy đứa cháu ở bên Việt Nam. Rồi á, cái món mà hấp dẫn nữa là quý vị biết món gì mà thèm ở Mỹ không có không? Cua hai da. Đúng rồi. Ôi, con cua mà cái mai của nó bắt đầu nó đơm hơi dậy lên rồi đó quý vị. Trời ơi, nướng ăn nó ngon ơi là ngon. Con cua hai da hình như là con cua nó mới vừa lột cái mài ra đó. Nó mới vừa lột cái vỏ để mà nó thay cái vỏ mới. Thì cái lớp vỏ của nó vẫn còn mỏng. Nó hơi dày dày chút xíu thôi. Nó không phải là cua lột. Anh nói là đó là cua lột, nó mới lột ra thì nó mỏng lắm. Có nghĩa là nó đã đơm cái mai nó hơi dày lên rồi. Nhưng mà nó chưa có cái vỏ cứng ở ngoài. Cái vỏ của nó mềm lắm và nguyên cái mai nó dày lên vậy nè. Ăn cái mai nó mới sướng không quý vị. Cái đó là thịt đó, cái mai là thịt luôn. Ngon ơi là ngon luôn. Hai cái món đó. Còn nói về trái cây á, là sabuche vú sữa. Sầu riêng thì ở đây ăn cũng tạm đi, cũng được, lâu lâu có sầu riêng Malaysia. Mà sabu chơi á, trời ơi, thèm quá luôn. Vú sữa nữa. Nói gì nước miếng vậy. Thèm thiệt á, cái đó là thèm thiệt luôn á. Trời ơi, gần 2 năm rồi Hồng Loan không có về. Năm vừa rồi hơi có công việc, không có đi về được. Rồi năm nay tính hè về nè. Mà cũng không biết làm sao nữa. Con cô Vi này sao ngộ ha, đã mình kêu là con mà còn kêu là cô nữa là sao, ngộ ghê. Con kỳ quá, con mà kêu nó là cô mà ông bà lớn tuổi cũng kêu nó là cô, đứa con nít cũng kêu là cô, không biết nó là cái thứ gì. Giận quá cho nói xấu nó một cái nha, con quỷ cô Vi này đó, nó biến giùm cái. Hay à, hôm qua đó
À, có nghe news á, quý vị biết không? À, cũng là cái Trung Quốc á, cái đất nước của họ đó là cấm những cái nhà nghiên cứu mà đưa thông tin về cái con virus Vũ Hán. À, những nhà nghiên cứu mà khi mỗi lần mà họ đưa ra một cái thông tin gì ở trên bất cứ cái website nào ở bên Trung Quốc á, là một lát sau là bị tháo xuống hết. Họ cấm không cho nghiên cứu. Mình không biết lý do tại sao. Và thêm một cái nữa là những cái người da màu mà hiện tại bây giờ mà còn sống và làm việc ở bên Trung Quốc đó quý vị, họ bị đối xử rất là tệ hại. Có nghĩa là không cần biết nha, chỉ cần người da màu thôi là phải phải tự cách ly ở trong nhà 14 ngày. Không cần biết là người ta có đi đâu hay là người ta có làm gì, không cần biết luôn, không xét nghiệm mà không gì hết, bắt người ta cách ly ha. Rồi mà người ta mà đi ra ngoài hả là bị cảnh sát hạch hỏi, làm khó làm dễ người ta dữ dội luôn. Rồi những cái người mà chủ nhà mà cho mướn nhà đó cũng làm khó làm dễ đối với những người da màu, đuổi họ đi, không có muốn cho họ ở, không muốn cho họ mướn nhà nữa. Hiện tại bây giờ thì những cái nước mà có dân da màu đó, họ lên tiếng, họ đang lên tiếng rất là nhiều đối với bên chính phủ Trung Quốc để mà họ có cách nào. Chứ bây giờ những người bên đó tội nghiệp quá, người ta làm ăn sinh sống bên đó rồi tự nhiên bây giờ bao cái biến cố xảy ra mà kêu người ta ở trong nhà mà nhiều khi không có nhà để ở nữa. À, trong cái thời gian gần đây á, thì chúng ta có nghe nói là Nhật Bản có một cái loại thuốc cảm cúm thì có thể trị được cái bệnh virus Vũ Hán này. Thì cái thuốc đó nó cũng chỉ là tạm thời sử dụng thôi quý vị. À, có nghĩa là họ đã sử dụng qua một số người và họ thấy nó tốt. Thì họ cũng rất là tốt, là họ nói nếu mà các nước nào mà cần á, thì họ sẽ cho free để mà sử dụng. Thì hiện tại bây giờ cái thuốc đó vẫn trên đà xét nghiệm thôi, và Mỹ thử nghiệm, cũng đang thử nghiệm về cái thuốc đó, nhưng mà chưa có cho ra kết quả là có được hay là không, tại vì nó cũng chỉ là một cái loại thuốc cảm cúm mà may mắn là nó chữa được, nhưng mà không có nghĩa là nó là thuốc để chữa trị cái bệnh COVID-19 này. Cái thuốc đó nó tên là Avigan. Đó, thì hôm bữa cũng có một cái cô gửi cho Hồng Loan, cô nói về cái thông tin này đó. Thì Hồng Loan nghiên cứu, Hồng Loan coi rất là kỹ, Hồng Loan xem những cái news này nọ. Thì thuốc chưa được chấp nhận nhưng đã được tạm sử dụng. Giống như ở Mỹ bây giờ thì mình vẫn chưa có thuốc để mà sử dụng, để đúng thuốc để mà chữa trị, nhưng mà vẫn có thuốc và đã chữa được rất là nhiều người. Thì Hồng Loan có một cái người bạn rất là thân làm việc cho cái bệnh viện của quận Los Angeles đó quý vị. Thì bệnh viện của họ chữa trị được rất là nhiều bệnh nhân, trong đó có một ông già 98 tuổi mà được chữa khỏi luôn nha quý vị. Cái này là sự thật 100% là bạn của Hồng Loan làm ở trong đó. À, và Hồng Loan đã hỏi cái toa thuốc mà bác sĩ dùng để chữa bệnh cho những người bệnh nhân đó. À, bây giờ Hồng Loan bật mí cho quý vị biết, nhưng mà mình biết để mình tìm hiểu thôi, chứ không phải mình biết để mà mình sử dụng nha. Nếu mà mình bệnh thì mình phải hỏi bác sĩ, bác sĩ sẽ kêu mình sử dụng như thế nào ha quý vị. Thì cái thuốc thứ nhất là cái thuốc mà ký đinh mà Hồng Loan cũng đã chia sẻ với quý vị là Mỹ cũng đang sử dụng rất nhiều. Cái thuốc thứ hai á, là thuốc Zinxi. Zinxi là cái thuốc mà mấy ngày trước Hồng Loan có chụp hình đưa cho quý vị coi đó. Hồng Loan nói quý vị nên mua order online cái thuốc này để mà uống. Thì cái thuốc này nó tạo kháng thể rất là tốt cho cơ thể của mình. Và bây giờ người ta cũng áp dụng nó để mà chữa trị cho cái bệnh này luôn. Và cái thuốc thứ ba là thuốc Zipac. Zipac là thuốc kháng sinh, kháng viêm mà người Việt mình thường hay gọi là Ambi đó, là Zipac. Và đặc biệt là cái thuốc cuối cùng mà Hồng Loan vừa mới biết được ngày hôm qua thôi, đó là cái thuốc trị giun, trị mấy con giun con sáng lãi rồi đó quý vị.
là cái thuốc đó người ta sử dụng là bởi vì nó chuyên tiêu diệt ký sinh trùng. Ồ, Hồng Loan biết được bốn cái loại thuốc mà bác sĩ sử dụng cho tất cả những bệnh nhân COVID hiện tại ở cái bệnh viện ở Los Angeles. Và hầu như trên nước Mỹ bây giờ cũng là sử dụng cái thuốc đó đó. Cho nên có nhiều người được chữa khỏi là nhờ như vậy. Nhưng mà nó không phải là cái thuốc để đặc chế chữa riêng cho cái bệnh COVID-19 này, cho nên chưa có được chấp thuận. Hồng Loan sẽ đọc cái tên của bốn loại thuốc đó cho quý vị nghe. Quý vị nhớ nha, chúng ta nghe để chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết. Và lỡ khi có bệnh thì mình gọi bác sĩ để mình hỏi về bốn loại thuốc đó để trị cho người nhà mình. Chứ mình không tự đi mua để mà uống nha quý vị nha. Cái gì cũng phải qua toa của bác sĩ hết. Chứ mình đừng có tự mua rồi uống rồi lỡ có cái gì không tốt xảy ra thì đau lòng lắm nha quý vị. Đây cái người bạn của Hồng Loan á, gửi cho Hồng Loan á, cái thuốc đó nè. Cái thuốc đó là Azithromycin là 500mg. Rồi thuốc Blaquenil là 200mg là thuốc ký ninh đó. Rồi Ivermectin là 30g. Ivermectin là thuốc trị run sáng đó quý vị. Và Zinc C đó là bốn loại thuốc đó. Mừng quá, chia sẻ với quý vị ha, để mình biết nếu mà lỡ người nhà bệnh mình hỏi bác sĩ, mình nói là tôi biết là có người thân đã chữa cái bệnh này khỏi là nhờ vào bốn cái thuốc đó. Hồng Loan đã mua được cái tôm càng không đầu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có cái món lẩu tôm càng, nhưng mà không có đầu tôm càng. Thì Hồng Loan sử dụng cái tôm sú mà có đầu đó, lấy cái gạch ở trong cái tôm đó để mà mình có cái màu cho nó đẹp, chứ để nó cũng hơi béo béo, nó cũng ngon hơn là nếu mà mình không có. Giờ bây giờ chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh vui chút ha, để coi hai cái nhà hai bên thì mình cũng có thể giữ khoảng cách và mình đánh tennis với nhau nè quý vị, nhìn đi nha. Đánh qua đánh lại ha, nhưng mà mấy anh này đánh cũng giỏi đó chứ. Đúng rồi, gặp mình đánh là rớt dưới đất hết rồi. Không, mà nếu gặp Hồng Loan mà đánh thì Hồng Loan sẽ cột cái sợi dây vô trái banh nó văng bất cứ đâu mình cũng giật lại về phía mình được hết, vậy cho nó chắc ăn nè. Vậy cũng vui. Và thêm một cái hình ảnh này nữa là trong nguyên một cái khu mà apartment nhau á quý vị, thì người ta giữ khoảng cách nhưng mà người ta cũng cùng nhau uống rượu, nâng ly champagne đồ nè ha, mấy người lớn tuổi nè, rồi người trẻ nè đó, họ ra ngoài cái ban công á, cái họ đứng cái đỏ cái ly, công nhận mà xong hay ha, good idea ha, cái ly cột cái cây gì á mà cũng được luôn nha, cũng xá được là xa luôn. Em biết nhìn anh tưởng anh thấy bí giống gì không? Gì giống ta đang câu cá. giống như mấy cái cần câu cá vậy đó quý vị. Cái này mà ai mà ở trong, nhất là mình ở trong mà khu mà apartment đồ lầu đồ phòng á, ngột ngạt mà mệt lắm ha, có như vậy cũng vui á, kéo nguyên một sớm ra ha. Ở bên mình còn đỡ, mà không biết Việt Nam xa, nhưng mà mình nghe bên Pháp á là họ không được bước ra đường luôn đó. Thì đó, bị chị có giấy phép chỉ được đi ra đường một tiếng đồng hồ giống như hôm qua Hồng Loan nói, có một người bạn ở trên YouTube họ để gửi cho Hồng Loan biết đó. Và đây cũng là một cái hình ảnh rất là dễ thương của cảnh sát ở Vero Beach. Mừng birthday của một cậu bé 11 tuổi nè quý vị. Cảnh sát chạy xe vòng rồi vòng vô cái khu mà chỗ mà ở nhà đang party nhỏ ở ngoài phía trước. Mình nhìn những cái hình ảnh này rất là dễ thương. Cuối cùng chia sẻ một cái hình ảnh mà của người anh của Hồng Loan, đó là anh nghệ sĩ Hữu Châu. Bữa giờ đó ảnh đi làm dữ lắm,
đi hát nè, đi quay phim nè, là coi như là không ngơi nghỉ luôn. Mà bây giờ phải ở nhà cho nên tình hình hơi bị căng thẳng. Cho quý vị coi cái clip của anh Châu anh nhảy. Còn mình lần đầu tiên mới thấy anh Châu nhảy nha, nhảy cũng dẻo dữ lắm luôn nha. Dễ luôn. hôm bữa đọc mấy cái comment của quý vị á, cũng có nhiều người ta nói đọc nhớ nhắc tên của họ ở trên đó. Bây giờ mình kiếm vài tên mình đọc cho mọi người nghe đi. Để coi Hồng Lan mở lại cái comment của ngày hôm qua đi. Cái ngày hôm qua ha. Hôm qua là cái vlog thứ 25 của Hồng Lan đó. Để coi. Hồng Lan đọc cái tên của bạn Daisy Bùi. Chúc cả nhà an vui. Cặp đôi dễ thương nhất YouTube. Nghe mừng quá. Quá dữ. Cảm ơn Daisy nhiều nha. Chúc cặp đôi chú Bảo Quốc cũng được nhiều sức khỏe. Chúc cháu Gia Linh xinh đẹp, học thật giỏi nữa. Hồng Lan thay mặt cả gia đình cảm ơn Daisy nha. Chúc hết nguyên cả nhà luôn ha. Hai vợ chồng đẹp đôi quá. Chị ở Houston, Texas theo dõi kênh. Vợ chồng em Thủy Lê Xuân, không, Lê Xuân Thuy, không biết Thủy Thùy gì đây. Dạ Hồng Lan cảm ơn chị, hy vọng là các cô chú bác anh chị các bạn cũng như là các em ủng hộ gia kênh của Lộc với Loan, và chúng ta có thời gian để mà nói chuyện tâm sự nhiều hơn. Mốt có thời gian Hồng Loan sẽ đọc nhiều hơn những cái comment của quý vị ha. Có một cô không biết cô ở đâu, cô Nhung Đăng gì cô Nhung cô lúc nào cũng thương mến Hồng Loan, Bảo Lộc cũng như gia đình, cảm ơn cô rất nhiều, chúc cô lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Dạ, sức khỏe là quan trọng nhất. Hồng Loan cũng xin chúc hết tất cả mọi người chúng ta trong mùa này nha, sức khỏe thật là tốt và lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Đầm ấm chứ đừng có đấm ầm ầm nha. Cái tiếng Việt mình không giấu khổ lắm quý vị. Giống như là bên chẳng hạn đi, người vợ nhắn người chồng hỏi là anh đi đâu vậy? Cái người chồng nhắn không giấu mà để đi chợ. Nhiều nghĩa lắm. Bỏ lộn dấu là nhiều nghĩa lắm, bởi vì nguy hiểm. Có bữa Bảo Lộc nhắn cho Loan gì đó, cái Loan nhắn kiểu mà hay nói giỡn nhau á, cái Loan nhắn du duyên, mà Loan nhắn hai chữ giờ du duyên, cái ổng giận. Cái Loan nói ủa sao ông này mình nhắn ổng du duyên, mình giỡn mình du duyên ổng hoài gì. Cuối cùng nói sao em nhắn anh là đồ điên. Thấy không? Dễ lầm quá phải không quý vị? Ok, em Lan về tới nhà rồi. Giờ phải vô để lo bữa cơm chiều cho gia đình ha. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ngày mai. Lẩu tôm. Bye.